Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La. Chương trình hôm nay thứ tư, ngày mùng 1 tháng 2 năm 2023, chúng tôi xin chuyển đến quý vị những nội dung đáng chú ý sau. Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng chủ trì cuộc họp ban bí thư đánh giá tình hình thực hiện chỉ thị của ban bí thư về việc tổ chức Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La thảo luận quyết định một số nội dung công việc theo thẩm quyền. Sơn La tập trung hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ xác định trong đề án 06 của chính phủ. Ổn định nền nếp học tập sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Bây giờ mời quý vị cùng đến với những nội dung chi tiết. Ngày 31 tháng 1 tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì cuộc họp của Ban Bí thư đánh giá tình hình triển khai thực hiện chỉ thị số 19 về việc tổ chức Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 và chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm của Trung ương các cấp ủy trong thời gian tới. Theo báo cáo do Ban Bí thư sớm ban hành chỉ thị số 19, nên các ban cán sự Đảng, đảng đoàn, cấp ủy, chính quyền các cấp đã kịp thời tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc việc tổ chức Tết Quý Mão phù hợp với thực tiễn tại địa phương, đơn vị, chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ nhân dân đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn tiết kiệm, không để ai không có Tết, thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh, duy trì tạo khí thế mới, đẩy mạnh các hoạt động sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, thị trường ổn định, hàng hóa phong phú, đảm bảo chất lượng an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, vệ sinh an toàn thực phẩm có nhiều tiến bộ so với Tết nhiều năm trước chính sách xã hội dịp Tết được thực hiện đúng, đủ, kịp thời. Các địa phương trong cả nước đã dành khoảng 9.500 tỷ đồng hỗ trợ trên 25 triệu lượt người. Đã có 6,5 triệu lượt đoàn viên công đoàn, người lao động được thụ hưởng các hoạt động chăm lo của các tổ chức công đoàn với tổng kinh phí là trên 4.581 tỷ đồng. Kết luận cuộc họp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, việc Ban Bí thư sớm ban hành chỉ thị số 19 đã giúp cấp ủy, chính quyền các cấp kịp thời chuẩn bị tốt các điều kiện để nhân dân vui xuân, đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, tạo không khí phấn khởi, đoàn kết, tương thân tương ái, là tiền đề để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2023. Về nhiệm vụ sắp tới, tổng bí thư lưu ý phải tiếp tục dự báo tình hình, nắm chắc các khả năng, tình huống có thể xảy ra, để có biện pháp đối phó không chủ quan, lơ là. Ngay sau nghỉ Tết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của trung ương và cấp ủy các cấp. cấp từng cơ quan, đơn vị địa phương lập kế hoạch cụ thể của năm 2023 để triển khai một cách bài bản, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2023, năm bản lề của nhiệm kỳ Đại hội 13 của Đảng. Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị địa phương tập trung thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhanh chóng đưa các hoạt động trở lại bình thường, đảm bảo hoạt động công vụ diễn ra thông suốt, phục vụ tốt nhu cầu của nhân dân. Sáng nay, đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã chủ trì hội nghị Ban thường vụ tỉnh ủy thảo luận và quyết định một số nội dung công việc theo thẩm quyền. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo vụ địa phương, Ban tuyên giáo Trung ương và Ủy ban kiểm tra Trung ương. Đồng chí Lào Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và lãnh đạo một số sở ngành liên quan. Tại hội nghị, đồng chí Bí thư tỉnh ủy đã thông tin về tình hình vui xuân đón Tết Nguyên đán trên địa bàn tỉnh. Theo đó, toàn tỉnh đã triển khai thực hiện tốt các hoạt động mừng Đảng mừng xuân, đón Tết Nguyên đán Quý Mão. Không khí đón xuân của cán bộ đảng viên và nhân dân vui tươi phấn khởi, lành mạnh, đảm bảo mọi nhà, mọi người đều được vui xuân đón Tết. Trong đó, tỉnh đã bố trí từ ngân sách nhà nước và huy động sự ủng hộ của các tổ chức cá nhân được trên 51,3 tỷ đồng tặng quà cho hơn 116.000 đối tượng là người có công, đối tượng bảo trợ xã hội và công nhân người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn toàn tỉnh. Tình hình an ninh trật tự trước trong và sau Tết Nguyên đán cơ bản được giữ vững. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy cũng thông tin quán triệt nội dung một số văn bản mới của Trung ương như chỉ thị số 03 của Thủ tướng Chính phủ về đôn đốc các bộ ngành địa phương thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão hành 23. Công văn số 3456 của Ban Nội chính Trung ương về việc thực hiện kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực tại phiên họp thứ 23 của ban chỉ đạo. Nghị quyết 07 của Chính phủ về giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Quyết định số 01 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030. Trên cơ sở báo cáo của Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, tại hội nghị, Ban Thường vụ tỉnh ủy đã tập trung thảo luận các nội dung như kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2023, nội dung chuẩn bị làm việc với Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, chủ trương tổ chức lễ hội cà phê Sơn La lần thứ nhất năm 2023. Kết quả thực hiện chương trình hành động số 12 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về triển khai thực hiện nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe thảo luận và quyết định một số nội dung do Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy và Ban Tổ chức Tỉnh ủy trình. Nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện, các xã thị trấn để mạnh thực hiện kế hoạch chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý nhà nước công khai minh bạch hoạt động của các cơ quan hành chính, thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân. Đó là những nhiệm vụ trọng tâm được chỉ đạo tại phiên họp trực tuyến của Ủy ban nhân dân huyện Thuận Châu thứ 20, khóa 21 tổ chức vào ngày 31 tháng 1. Dưới sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện Thuận Châu trong tháng 1 năm 2023, nhân dân tập trung chăm sóc thu hoạch các loại cây trồng vụ đông, tổ chức làm đất, chuẩn bị các điều kiện cho gieo cấy vụ chiêm xuân trồng mới được 121 hecta rau các loại, chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống rét cho cây trồng vật nuôi, ứng phó với các đợt rét, tổ chức gia quân trồng cây đầu xuân quý mão năm 2023, xây dựng và triển khai kế hoạch xây dựng xã Triềng Pha đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023. Trong tháng, Ủy ban Nhân dân huyện tập trung chỉ đạo các doanh nghiệp, hộ kinh doanh chuẩn bị hàng hóa, đáp ứng nhu cầu mua sắm của nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, thể thao, chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng xuân quý mão 2023, thành lập các đoàn công tác, tổ chức thăm tặng quà đối tượng chính sách, đối tượng xã hội và các cơ quan đơn vị nhân dịp Tết Nguyên đán quý mão 2023. Tháng 2 năm 2023, huyện Thuận Châu chỉ đạo tổ chức phát động phong trào toàn dân gia quân làm thủy lợi đầu xuân năm 2023, tăng cường công tác phòng chống đói rét, dịch bệnh cho gia súc gia cầm kiểm tra, kiểm soát giết mổ, kiểm dịch động vật, vận chuyển và lưu thông trên địa bàn. Triển khai thực hiện tốt kế hoạch phát triển chăn nuôi trên địa bàn huyện năm 2023. Sau thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão, những ngày này bà con nông dân của xã Trường Cọ thành phố Sơn La đang tập trung làm đất để chuẩn bị gieo mạ phục vụ sản xuất vụ chiêm xuân 2023. Theo kế hoạch vụ chiêm xuân năm 2023 toàn xã Trường Cọ dự kiến gieo cấy 70,6 ha lúa nhằm chủ động trong công tác tưới tiêu đảm bảo nước tưới phục vụ cho sản xuất. Ngay từ đầu tháng 1 năm nay, xã đã tổ chức gia quân làm thủy lợi nội đồng để tập trung tu sửa, phát dọn, nạo vét canh mương, điều dẫn nước đảm bảo vận hành các công trình phục vụ tưới tiêu cho diện tích đất sản xuất nông nghiệp. Chủ động xây dựng phương án cấp nước, đảm bảo chủ động lấy nước sớm phục vụ công tác làm đất, đổ ải, gieo cấy, chăm sóc lúa và sẵn sàng phục vụ công tác chống hạn. Xác định vụ chiêm xuân là vụ lúa chủ lực có tiềm năng năng suất cao, vì vậy, xã Trường Cọ đã tập trung trong công tác chỉ đạo điều hành, xây dựng kế hoạch sản xuất vụ chiêm xuân, giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất cụ thể cho bản. Trong đó tập trung chỉ đạo, kiên quyết thực hiện gieo cấy đúng khung lịch thời vụ, cơ cấu trà, cơ cấu giống, tuyệt đối không để nhân dân gieo mạ khi nhiệt độ dưới 15 độ C. 100% diện tích mạ phải che phủ ni lông. Đồng thời, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết để có biện pháp xử lý, chỉ đạo phù hợp, giảm thiểu tối đa thiệt hại của thời tiết đối với sản xuất. Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 của Chính phủ, gọi tắt là Đề án 06, có mục đích phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến, phục vụ phát triển kinh tế xã hội, phục vụ công dân số, hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư, phục vụ chỉ đạo điều hành của lãnh đạo các cấp. Sau gần một năm triển khai, các nhiệm vụ của đề án 06 được tỉnh Sơn La triển khai đúng tiến độ. Đến nay đã triển khai 25 dịch vụ công thiết yếu liên quan đến người dân, thu thập, đồng bộ và duy trì cập nhật, khai thác hiệu quả dữ liệu của trên 1,3 triệu thông tin công dân Sơn La trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, thay đổi phương thức quản lý công dân từ thủ công qua sổ khẩu, sổ tạm chú giấy sang quản lý bằng điện tử, thông qua số định danh cá nhân và khai thác thông tin công dân trên hệ thống dân cư, đáp ứng yêu cầu quản lý dân cư trong tình hình mới, phục vụ tốt hơn quyền tự do cư trú của công dân. Thực hiện mô hình điểm dịch vụ công trực tuyến tại 100% các phường thị trấn, 80% các xã trên địa bàn tỉnh, giúp người dân hiểu rõ về các tiện ích mà đề án đem lại, hướng dẫn hỗ trợ công dân thực hiện thủ tục hành chính trên dịch vụ công trực tuyến. Đây là tiền đề quan trọng để Sơn La sớm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ xác định trong đề án 06, góp phần xây dựng chính phủ điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Ngày 31 tháng 1, huyện Mộc Châu đã tổ chức hội nghị ký cam kết trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện trong công tác quản lý nhà nước về quản lý quy hoạch, xây dựng, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường năm 2023. Theo đó, nội dung ký kết giữa Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn về trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước, quản lý quy hoạch, xây dựng, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường gồm tổ chức thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của các cấp các ngành ủy ban nhân dân huyện trong công tác quản lý nhà nước về quản lý quy hoạch xây dựng quản lý tài nguyên bảo vệ môi trường và lâm nghiệp trên địa bàn quản lý theo thẩm quyền triển khai thực hiện kịp thời đầy đủ có hiệu quả trách nhiệm quản lý nhà nước công khai đường dây nóng của tập thể cá nhân có trách nhiệm tiếp công dân tiếp nhận thông tin phản ánh của tổ chức công dân về lĩnh vực địa bàn quản lý chịu hoàn toàn trách nhiệm khi để xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý quy hoạch, xây dựng, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và lâm nghiệp thuộc địa bàn quản lý. Ngày 30 tháng 1 gần 380.000 trẻ em mầm non, học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và học viên giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên của hơn 600 cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Sơn La đã quay trở lại trường học tập sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Theo ghi nhận của phóng viên tại một số đơn vị cơ sở giáo dục, kỳ nghỉ Tết của học sinh, giáo viên cơ bản an toàn, đầm ấm. Các nhà trường cũng đã chủ động kiểm tra lại cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, dọn dẹp vệ sinh trường lớp sạch sẽ để đảm bảo các điều kiện phục vụ tốt nhất cho giáo viên và học sinh ngay trong những ngày đầu tiên sau khi nghỉ Tết Nguyên đán. Nhà trường cũng đã có kế hoạch từ trong Tết, đó là sau khi nghỉ Tết xong thì À, thầy cô giáo và học sinh nhà trường cũng sẽ thực hiện nghiêm túc chương trình giáo dục của năm học 2022-2023 đó là thực hiện theo chương trình chỉ đạo của phòng giáo dục và đào tạo và sau một ngày khai xuân ngày khai xuân thì hai tiết đầu thì tiết thứ ba các con đã vào ổn định và bắt đầu vào cái lịch học bình thường để tạo khí thế phấn khởi tâm lý thoải mái cho học sinh trong những ngày đầu năm mới ở những tiết học đầu tiên các giáo viên đều tổ chức gặp gỡ, chúc Tết, động viên tinh thần học sinh bước vào năm mới. Hầu hết học sinh đều hào hứng phấn khởi trong những ngày đầu tiên trở lại trường học sau kỳ nghỉ. Khi các con quay lại trường học thì giáo viên phải có một số cái hoạt động để làm sao để cuốn hút các con vào những cái tiết học của mình, làm sao cho có hiệu quả. Tại các trường trung học phổ thông, việc duy trì hoạt động ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi cuối năm thì trung học phổ thông quốc gia ngay sau Tết Nguyên đán được tổ chức theo đúng kế hoạch giáo viên các trường đã đánh giá, phân tích, đề thi minh họa của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ đó điều chỉnh phương án ôn tập cho phù hợp. Đối với học sinh lớp 12 chúng em thì giai đoạn sau Tết rất là quan trọng. Đây là thời gian gấp rút để chúng em ôn tập bước vào kỳ thi trung học phổ thông quốc gia. Ngay sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán năm 2023 thì em đã lấy lại tinh thần để chuẩn bị tốt nhất cho việc ôn luyện, học tập, sẵn sàng đạt kết quả cao nhất bước vào kỳ thi nhà trường buổi sáng là vẫn tổ chức học tập bình thường theo phân phối chương trình cũng theo kế hoạch của cả ba khối. Còn đối với buổi chiều thì nhà trường đã, đã tổ chức học tập cho các em, tổ chức ôn thi học sinh giỏi đối với đội ngũ học sinh chuẩn bị thi học sinh giỏi. Thứ hai là tổ chức ôn luyện cho các em học sinh lớp 12 theo đúng thời khóa biểu cũng như kế hoạch đã đặt ra. Các đơn vị trường học sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện giờ làm việc, học tập tại các nhà trường sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đã đề ra trong năm học 2022-2023. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 20/2014 về phổ cập giáo dục xóa mù chữ để lấy ý kiến góp ý. Thời gian nhận ý kiến của các tổ chức cá nhân cho dự thảo này đến hết ngày 18 tháng 3 tới đây. Điểm mới của dự thảo là quy định rõ hơn về độ tuổi của đối tượng phổ cập giáo dục tiểu học. Cụ thể theo dự thảo, đối tượng phổ cập giáo dục tiểu học là trẻ em trong độ tuổi từ 6 đến 14 tính đến trước ngày 1 tháng 7 năm hành 20 chưa hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học. Đối tượng xóa mù chữ là người trong độ tuổi từ 15 đến 62 chưa biết chữ. Ngoài ra dự thảo cũng quy định rõ về tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 1 đối với xã có ít nhất 90% số người trong độ tuổi từ 15 đến 35 được công nhận đạt chuẩn biết chữ mức độ 1. Tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2 đối với xã là có ít nhất 90% số người trong độ tuổi từ 15 đến 62 được công nhận đạt chuẩn biết chữ mức độ 2. Tổng cục Du lịch cho biết, khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 1 năm nay đạt hơn 871.000 lượt người, tăng 23,2% so với tháng trước và gấp gần 45 lần so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, khách quốc tế đến Việt Nam tháng 1 năm 2023 vẫn giảm 42% so với cùng kỳ năm 2019, năm chưa xảy ra dịch Covid-19. Hàn Quốc vẫn là thị trường cung cấp khách quốc tế tới Việt Nam lớn nhất, ước đạt gần 259.000 lượt người đứng sau là khách đến từ Mỹ và Thái Lan. Mặc dù Trung Quốc đã mở cửa từ ngày 8 tháng 1, song lượng khách từ quốc gia này tới Việt Nam trong tháng 1 vẫn khiêm tốn, ước đạt hơn 15.000 lượt người. Theo thống kê của Tổng cục Du lịch, từ 29 tháng Chạp đến mùng 5 Tết Quý Mão 2023, các địa phương trên cả nước đều đón lượng khách quốc tế tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là kết quả có được từ việc một số địa phương trọng điểm du lịch đã chủ động kết hợp cùng các hãng hàng không, doanh nghiệp lữ hành, tổ chức hàng loạt sự kiện thu hút khách quốc tế. 80 học viên là tân binh chuẩn bị lên đường nhập ngũ năm hành 2023 của huyện Bắc Yên vừa được bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp đảng. Trong thời gian từ ngày 30 tháng 1 đến ngày 3 tháng 2, các tân binh được học tập quán triệt các nội dung khái lược lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, nội dung cơ bản của điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Các tân binh còn được thông tin về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của tỉnh, của huyện. Thông qua lớp học nhằm nâng cao nhận thức và định hướng để các quần chúng ưu tú là tân binh không ngừng phấn đấu học tập, nâng cao trình độ lý luận chính trị, tích cực rèn luyện trong quân ngũ, trao dồi đạo đức, phẩm chất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, phấn đấu trở thành người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngày 31 tháng 1, lãnh đạo huyện Sông Mã đã đến động viên trao tiền hỗ trợ gia đình ông Lò Văn Linh ở bản phóng xã Bó Sinh huyện Sông Mã bị thiệt hại do hỏa hoạn gây ra. Trước đó vào ngày 29 tháng 1, tại gia đình ông Lò Văn Linh đã xảy ra vụ hỏa hoạn. Ngọn lửa lớn và mạnh đã thiêu dụi toàn bộ ngôi nhà sàn dựng bằng gỗ lợp bro xi măng cùng 33 triệu đồng tiền mặt và toàn bộ tài sản trong nhà. Do gia đình ở cách xa các hộ khác trong bản, mọi người đi vắng không cứu hỏa kịp thời nguyên nhân ban đầu được xác định là do chập điện. Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã kịp thời đến thăm hoạt động viên và bố trí chỗ ở cho gia đình ông Linh ở tạm. Trước khó khăn của gia đình, Ủy ban nhân dân huyện Sông Mã đã quyết định hỗ trợ gia đình ông 40 triệu đồng trích từ nguồn ngân sách của huyện. Hội chữ thập đỏ huyện hỗ trợ 2 triệu đồng để giúp gia đình ông làm lại nhà. Thưa quý vị, hình ảnh hai chiến sĩ cảnh sát giao thông công an huyện Mộc Châu chủ động dẫn xe ô tô chở người đi cấp cứu đến bệnh viện đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội với nhiều phản hồi tích cực. Theo đó, vào ngày 30 tháng 1 tại khu vực đường đến bệnh viện Thảo Nguyên, thị trấn nông trường Mộc Châu, trong lúc tổ công tác của đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Mộc Châu đang đi tuần tra qua khu vực này thì nhận thấy ô tô bật tín hiệu khẩn cấp dừng bên đường. Lúc này, Thượng úy Dương Thế Quang cán bộ đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện đã xuống xe để kiểm tra và hỏi thăm tình hình. Phát hiện trên xe một phụ nữ đang trong trạng thái đau bụng dữ dội và phải mổ cấp cứu gấp. Sau đó, Thượng úy Dương Thế Quang và Trung úy Phan Như Vinh đã lái xe dẫn đường cho gia đình di chuyển đến Bệnh viện Thảo Nguyên, thị trấn Nông Trường một cách an toàn. Và rất may, người chị gái đã tiến hành ca mổ an toàn kịp thời. Hiện nay, bài viết cảm ơn của chủ tài khoản Facebook Đinh Đạt là em trai của người phụ nữ được cảnh sát giao thông hỗ trợ đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, đồng thời được quần chúng nhân dân biểu dương đánh giá cao. Nội dung thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Sơ La. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.